chú chị và các bạn nha, là anh Tý chị Trâm giờ cũng quay xong rồi cả nhà, giờ anh chị đi về của chú anh chị. Nãy giờ thấy mời là khoảng 30 tô mà ta cho có 20 đó. Thật ai cũng mời nãy giờ thấy 30 rồi đó. Cái bãi 2 chồng. Hôm nay đóng MV xong sớm. Xong sớm à. À, hôm bữa mà đón ở hát ngon đón lẽ là một cũng xong sớm á, do bởi trời mưa á, mà ra ruộng nó hơi bị gián đoạn hơn chút xíu. Để anh Tý hút cái thuốc à? Đã bắt đầu thấm á. Kìa mấy anh em ơi. Dạ, hút từ từ anh Tý ơi. Tý là nó là hút chưa đủ 8 phút á. Hút phút mà bắt hút đủ 8 phút rồi hả? Anh ngồi xuống anh quay lên anh thấy tình hình sao anh? Tình hình cũng giống vậy thôi nha. Nhưng mà chính nhớ mua vé lên coi nha. Tại quán cà phê tháp cấp đi. Mấy anh YouTube rồi, anh khuyến mãi quá anh quay. Đã có một tại nó là có ai đó, mua 20 vé tặng rồi. Mua 20 vé tặng anh em rồi đúng không? Dạ không biết, thì nghe tại nói vậy mà không biết phải hay không. Này là mới nghe nói thôi nha. Mới nghe nói trên hết miệng tại nói đúng không? Nó tóm lại là dạ anh quay vô hỏi anh tài anh quay. À đi vô hỏi anh tài đi có nhà ơi. Hồi ngày đó anh bầu xô quy lê, anh kêu là tài số 6 bao anh em là 20 vé để các buổi mùng 9 tháng 9 tài để vô hỏi tài phải không? Ừ, cô chú anh chị trên xác minh lại ha. Alo tài, nghe anh quay anh nói kia tài là mà bao 20 vé anh em anh cười là thiệt rồi phải không? Đâu ấy là nó là 20 vé YouTube thì ngồi trong nhà không gỗ. Ủa có đâu có ai cho vé đâu, chưa có cho vé. Em nói là để em coi có ai cho thì em nói anh. À trời anh à, có nghĩa là hiện giờ là chưa ai cho đúng không? Chưa có khán giả nào cho hết. Trời ơi vậy mà anh em từ một cái chạy vô hỏi tại anh. Tại vì nó tài nó nói với em á là anh sẽ có 20 vé cho anh em YouTube thì em mình nghĩ là tài nó có tài để tài trợ. Dạ tài nữa. Đây nè, để em nói anh nghe. Hôm trước cái vé ngày 27 tháng 9 á, của vé từ thiện có đi thiện nguyện có anh Sang, anh Phi Sang á, là có một chị là tặng là 25 vé. Thì sắp tới đây thì ngày 9 tháng 9 á, là em nghĩ là nếu mà có chương trình hát thì cô chú anh chị sẽ yêu thương anh em YouTube, sẽ gửi tặng cho anh em YouTube cái vé để vào coi, rồi sẵn nó quay luôn cho cô chú anh chị xem. Nhưng mà tới giờ thì chưa có ai hết. Thì em mới nói là anh không biết, thì tại mấy anh em YouTube hỏi anh. Dạ nói anh nghe tài nói vậy mà không biết làm sao. Còn nếu mà trường hợp mà cô chú anh chị không có hỗ trợ đó thì anh em vẫn vô quay, nhưng mà trường hợp cô chú anh chị trời ơi dám anh quay anh kêu tài lo mà bỏ anh em chả hắn hở luôn. Tài nói với em sao thì em nghe vậy, thì ra tài nói là có cái chị kia là tài trợ 25 bé chương trình 27 của anh Sang rồi đúng không? Dạ. Chương trình này tại vì cái bí ăn nó giải chưa ai biết đúng không? Dạ. Vậy anh thì nghe là tưởng là tài tài trợ cho 22 chương trình cho nên YouTube. Tại hôm bữa em gấp quá em nói nhanh. Còn anh Quy ơi, còn mà cái vụ mà nghe nói là tài là mấy chục tô hút tiếu nữa mà có không anh? Dạ ngày mai là cái chuyện là ngày mai là của Bích Trâm với Linh đấy. Còn chuyện bằng tài với anh em tụi mình đó. Sau đó. Sau đó là sao anh nói rõ luôn đi anh. Ủa, alo chuyện gì anh? Alo. Là cái chuyện em đá banh em thua là em đá dở luôn. Có bằng chứng không? Có người làm chứng nè. Có bằng chứng không vậy? Là em đá banh em thua anh. Là em đá quá dở. Anh đá dở rồi mà em thua anh nữa là em quá dở. Có bằng chứng không? Hả? Bằng chứng đâu vậy? Liếc rồi. Anh Huy cô chú anh chị, ngoài cái công việc bầu show là book show cho ca sĩ, anh còn kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, những quán bar, nói chung những sự kiện anh làm nhiều lắm. Đó,
Ngoài ra thì ảnh còn cờ bạc nữa, anh đi đá banh, đá banh cá độ. Không, cái này là lành mạnh. Anh lớn mà anh cờ bạc có tôi chứ chị ơi. Không, cái này là lành mạnh nha. Cờ bạc quá anh. Tại anh không có cờ bạc. Cái này anh giải trí lành mạnh. Chị hả? Là bằng cách là mình thua là mình dẫn mọi người đi ăn thôi. Hôm bữa em nói nghe nè, tại vì hôm bữa anh lẻ bây giờ YouTube anh em quay quá trời mà em đá thắng anh nghĩ kỳ. À. Anh nếu mà em sợ kỳ thì thôi em thua em trúng giùm anh được không? Thì em trúng là em sẽ không bao giờ kỳ nữa, lần sau là em phải tự em đá thôi. Rồi, thôi kệ thôi, đỡ rồi, trúng đi ha. Trúng đi ha, rồi. À là sáng mai nè, là đi, mọi người đi ăn hủ tiếu với chăm lên đấy xong nè, chiều là vô sân banh làm lại cái đúng không? Chiều mai thứ tư. Tự nhiên nói, nó bụng á. Thì em chiều mai có lên làm lại không? Phú Thọ, Phú Ngày mai giờ. Ok, ngày mai mình giao hủ lại. Làm lại. Đúng không? Hôm bữa anh nhớ không, em mặc quần jean à, em chạy đâu có đá đâu, mỗi lần đá cái nó dướng. Ngày mai em mặc... ở chuồng. Em ở chuồng. Em ở chuồng rồi. Thử rồi sao. Ngày mai em sẽ mặc cái quần thật là thoải mái rồi ra anh em mình chiến lại. Ok. Ngày mai mình sẽ một cái chầu khác. Một cái kèo bự hơn. Kèo bự hơn luôn. Ngày mai em ra kèo nè. Rồi ok ha. Không làm cái kèo con tôm hùm đi. Tự nhiên tôm hùm biết nhiêu người ăn cho đủ. Ờ đúng rồi, tôm hùm mà ăn gì. Tại cái cười con đậu không hả? Ngưỡng con không làm cua đế đi. Đó thì hủ tiếu bầu viên là chuyện bình thường quá. Nó bây giờ ngày mai em sẽ ra kèo anh em mình chơi lại. Ngày mai là kèo dữ luôn. Thôi bây giờ mình chung trước đi rồi mình ra kèo khác chứ. Họ chuyện cái từ từ đi tính rồi. Ngày mai mình tính chuyện ngày mai đi còn chuyện đó. Thôi giờ giao vậy, kèo mai kèo cà phê đi hả? À, cà phê quán Huy cũng được đó. Cà phê đi. Ngày mai cái kèo đúng rồi cà phê đi. Tự chọn. Muốn uống gì uống, chọn gì chọn. Ok. Mà đói bụng cho ăn luôn. Okay. Chơi nha. Uống xong rồi muốn ăn cứ ăn. Ok không? Cứ ăn thì tiện ăn, tự lo thì uống. Rồi nó uống trước, nó nghịch con rau. Nói chung là những khán giả làm sao là tài tánh nó hay dở thôi. Chứ sợ là nó thua trong cái chung thôi. Tài tánh rất là đàng hoàng. Nhiều khi phải dẫn dở như vậy để em không đàng hoàng anh. Có tương tác cho khán giả đâu coi cho vui thôi. Chứ sợ là tài dẫn chung. Không sao hết nha. Dạ không sao, có đừng suy nghĩ xấu con tài. Thua được dẫn chung đàng hoàng, người rất là uy tín. Thì cũng trước khi kết thúc cái video của mấy anh em á, thì em cũng nói với cô chú anh chị. Anh Huy á, là ảnh lớn mà ảnh hay cá độ cô chú anh chị ơi. Nhưng mà thôi mình thua thì mình chung. Nhưng mà người ta bụng quá. Nhưng mà chừng nào chung mới được. Chung hoài luôn á. Thì thôi thì để chung. Nhưng mà cái ngày chung thì chưa biết nha. À, anh chừng nào anh rảnh? Anh như là từ đây anh rảnh cuối năm luôn. Cuối năm rảnh luôn hả? Anh rảnh cuối năm luôn. Đấy thì có về em nhắn tin anh coi cái lịch của em sao chứ dạo này. Con em nó chưa có về đi học anh ơi. Em phải giữ con cái gì thì cũng chưa có rảnh. Chừng nào em rảnh em báo anh. Ừ. Ngày năm sau hả? Ngày năm sau em rảnh đúng không? Chừng nào em rảnh em báo anh cứ yên tâm. Dạ ok. Dạ. Rồi, em hứa anh là em chung là em uy tín. Nhưng mà chừng nào em rảnh em báo. À thiếu đợi, không được vực đợi. Đúng rồi, mình thiếu chứ mình đâu có vực đâu. Đúng rồi. Thiếu dai chứ đâu có vực. Thôi giỡn cho anh em đi, cái gì giỡn thôi, vui thôi nha. Cái yeah. Gì hồi nãy giờ có nói gì cái gì đó thì khán giả cũng bỏ qua giùm bạn em. Vâng hỉ. Clip vui nha cô chú anh chị. Clip hài, clip vui nha. Cuối clip thì chúc tất cả quý khán giả đang xem những clip này nhiều sức khỏe. Yeah. Gia đình mình đang về làm ăn, chúc năm mới thịnh vượng. Và cô chú anh chị mình đừng quên nha, ngày 9 tháng 9 tại quán Tham Cúp Y số 386 đường Lê Trọng Tấn, phường Tân Thành, quận Tân Phú sẽ có một cái chương trình show diễn ra, đó là show của chị Hồng Loan, nghệ sĩ Ngân Tuấn, chị Bùm Bùm, anh Huy Sang và có anh Linh Tý nữa cô chú anh chị. Chắc chắn là show này là show rất là bùng nổ và cũng như là show gia đình của chúng ta thôi. Ấm cúng cô chú anh chị, nằm gói gọn trong quán cà phê Tham Cúp Y, cô chú anh chị mình mua vé nha, giá 200.000 đồng vé, đi trước ngồi trước, đi sau ngồi sau. À, nhưng mà trên vé mình là đã có một phần nước trên đó rồi. À, muốn uống gì chọn chọn đó cô chú anh chị. Mà em khuyên cô chú anh chị mình chọn cái nào mà đắt tiền nhất cho anh Huy vậy đó. Yeah. Chọn đắt nhất đó cô chú anh chị. Yeah, cảm ơn Huy. Cô chú anh chị ở đây mà có uống nước là em vui rồi. Là nước mình ngon. Yeah. Dạ. Em là chắc chắn là em sẽ chọn cái ly nào mà đắt nhất rồi đó. Đúng, em có quyền hết. Em sẽ xin trả đá liên tục. Tại vì em đã tài trận 20 giấy là em có quyền nữa hết luôn. Em muốn cái gì anh? Em vô quán em khó lắm, em xin trả đá hoài luôn. Anh để cho em một thùng trà đá đây. Nhân viên anh một thùng dầu không tốt, em đánh giá liền. Hay anh để cho em một thùng là quá tốt chưa? Một ly là bình thường, anh để một thùng. Okay, uống nhiều uống. Đó, cô chú anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nha. Chào anh Huy với chào Tài nha.